Chào các bạn quay trở lại với khóa học Revit MP 2019 phần cơ bản. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách convert từ một cái hệ thống VLC mà khi các bạn vẽ hoàn chỉnh rồi, các bạn chuyển sang cái phần Fabrication Path. Thì để làm cái điều đấy thì chúng ta sẽ tạo một cái file mẫu Mechanical Template này. Ok. Bây giờ mình sẽ insert cái file Revit vào Revit Architect vào link Revit. Rồi ok, chúng ta sẽ phần sample building. Cái phần công trình mẫu này các bạn xem cái video mà số mình không nhớ số bao nhiêu, nhưng mà cái video mà insert cái kiến trúc và kết cấu vào ấy, thì cái phần description ấy có cái đường link tải. Ok. Chúng ta sẽ tải phần kiến trúc vào, các bạn chọn Origin này, rồi sau đó các bạn chọn nó, các bạn đánh pin, chọn Edit Room Boring, ok. Rồi bây giờ các bạn phần Ceiling Plan, kéo luôn cái này ra. Rồi các bạn chờ phần ceiling plan, các bạn chọn là một này, ceiling max max. Rồi bây giờ mình sẽ đặt thử một mấy số các cái thiết bị vào đây. Rồi phần system này, phần mechanical equipment, các bạn kích vào đây. Rồi các bạn kéo xuống, chúng ta sẽ đặt thử một cái bộ xử lý không khí vào MVAC này. Ok, ta sẽ đặt vào đây. Mình sẽ chọn cái loại 300. Cái phần rồi chúng ta Ctrl Z lại. Phần offset này mình phải để cao một chút. Chúng ta sẽ kiểm tra cái độ cao của cái trần này. Spot elevation 2006, ok. Đây chúng ta vào system mechanic. Rồi mình chọn cái loại 300 này. Đây mình để là 2006. Rồi ta sẽ để tạm vào đây như này. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ để một mấy cái e-terminal vào. Rồi. Ok, đây mình để 2006. Mình đặt vào đây. Rồi một cái nữa mình đặt vào đây. Rồi, ok, các bạn kích vào đây, các bạn bỏ chọn mấy cái mũi tên này đi. Apply. Apply. Ok. Từ đây bắt đầu mình sẽ đi một cái đường ống ra đây. Đó. Sau đó thì mình sẽ nối cái thằng này vào đường ống. Các bạn kích chọn vào đây. Các bạn kích vào nút Connect Into này. Mình bắt vào đây. Cái này hơi gần. Ok, nó không tạo được ở đây, có thể do cái này do cho độ cao giữa hai cái thằng này, nó không tự động nó tạo được cái liên kết nối đường ống giữa cái thiết bị khuếch tán không khí này và cái đường ống này. Ok, mình sẽ nâng cái thằng này lên một chút, mình sẽ nâng lại lên thành 3200. Ok, rồi bây giờ mình sẽ nối. Bạn kích chọn thằng này, kích chọn vào Connect Into, bạn tích vào đây, ok, đã nối được rồi. Ok, còn cái thằng này thì mình có thể đi vẽ một cái đường ống, sử dụng Dark, các bạn sử dụng cái Tab Source này, mình chọn cái đường ống nó khoảng 150 nhỏ nhỏ rồi.
3.200. Ok, mình bắt đầu đi từ đây, đi ra một đoạn. Ok rồi, bây giờ mình sẽ nối cái thằng này vào, kích chuột phải, draw flex that, nối vào đây. Ok rồi, chúng ta về 3D chúng ta xem. Đây, đây là cái hệ thống chúng ta vừa vẽ ra. Rồi bây giờ mình sẽ convert cái này, mình sẽ convert cái này về cái fabrication path. Các bạn chọn hết tất cả nha cho mình. Rồi sau đó các bạn chọn một system này. Chúng ta sẽ load cái thư viện vào đáng, các bạn kích vào đây. Rồi chúng ta chọn Revit này, các bạn đưa hết tất cả những thằng này vào. Ok, kích ok. Rồi. Rồi, sau đó chúng ta sẽ vào một chọn, các bạn chọn tất cả lại, các bạn xong kích vào nút Design to Fabrication. Kích vào. Rồi chúng ta sẽ chọn thằng Ductwork 1000 này. Ok. Ok. Rồi sau đó các bạn kích vào nút tối ưu chiều dài. Đó, các bạn ấn disconnect. Tại vì các bạn thấy ở đây nó có lỗi ở cái chỗ mà cái phần liên kết giữa cái ống hai ống vuông góc này lại với nhau này. Mình ấn disconnect. Chúng ta về cái mặt bằng chúng ta sẽ chỉnh lại. Đây là cái ti này. Rồi, chúng ta chọn cái ti, mình sẽ cho nó dịch ra một chút đó. Rồi, cái thằng này mình cho nó dịch ra. Đó. Ok. Bây giờ mình sẽ chọn tất cả chỗ này. Sau đó mình sẽ kích vào cái nút Section Box này. Ok, để chúng ta cùng nhau quan sát. Đó. Bây giờ mình có thể mở rộng cái này ra. Ở đây cái Section Box nó bị ẩn, thì chúng ta sẽ phải hiện cái Section Box này. Rồi ấn 2. Ok. Mình lôi cái thằng này lên. Ok. Rồi các bạn có thể tạo thêm một số các cái nữa, ví dụ như bạn có thể tạo cái hanger treo chẳng hạn. Kích vào đây. Treo lên. Treo. Treo. Ok. Đó. Nó sẽ tự phát hiện ra trần ở đâu trong cái hệ thống mà các bạn làm, rất là dễ. Ok, vậy mình vừa hướng dẫn các bạn cách để các bạn convert từ cái hệ thống VAC mà chúng ta vẽ trong một cái công trình ấy về cái fabrication path rất là nhanh, và mình thấy nó rất là tuyệt vời, tận dụng được rất nhiều thứ. Ok, chúc các bạn thành công, hẹn gặp lại các bạn trong bài tiếp theo.